Vũ Thái Thiên Phượng cảnh giác tung tin khẩn trùng rượng hơn cả nồi súp xương người mẹ ruột có thoát. Câu chuyện của Thái Thiên Phượng, một chuyện hình sự thương tâm tại Hương Cảng đang được cả thế giới theo dõi, là cả một trời thế thái nhân tình. Tóm lược như sau, một cô gái 28 tuổi xinh đẹp và được coi là người mẫu mất tích vào ngày 22 tháng 2 năm 2023. 3 ngày sau, tại Long Vĩ Thôn, một vùng ngoại ô bờ biển vắng của thành phố, công an phát hiện trong một căn hộ hai nồi súp lớn chứa xương và xương sườn của cô Phượng, phần đùi vẫn còn trong tủ lạnh. Căn hộ này mới được thuê trước đó mấy tuần, bên trong được sửa soạn để phi tang thân thể nạn nhân, sàn và tường lót ni lông và vải buồm để khỏi vấy máu. Tại chỗ có áo mưa, bao tay và mặt nạ, dao kéo và máy nghiền thịt, máy cưa xương. Giấy tờ tùy thân và túi đầm Hermes của cô vẫn còn bỏ đấy, nhưng không rõ tay và phần thân thể trên của cô ở đâu. Những người tình nghi bị bắt giữ là gia đình chồng cũ của cô, gồm 4 người: bố chồng cũ Quảng Cầu 65 tuổi, mẹ chồng cũ Lý Thủy Hương 63 tuổi, con trai trưởng Quảng Cảnh Kiệt 31 tuổi ở chung nhà cũng bị bắt giam, còn có một phụ nữ họ Vu 47 tuổi, còn được gọi là Dung Dung, là người tình của ông bố Quảng Cầu. Cậu con thứ Quảng Cảnh Trí 28 tuổi, chồng cũ của Thái Thiên Phượng, bị bắt giữ ngày 26 tháng 2 tại bến phà Đông Dũng trên đảo Đại Tử Sơn. Trong khi đang thuê cano máy tìm đường tẩu thoát sang Trung Quốc đại lục, anh ta mang trên người 500.000 tiền mặt Hương Cảng, 64.000 USD và một vóc đồng hồ đeo tay tổng trị giá 500.000 USD. Lý do ban đầu được đưa ra là gia đình này tranh chấp với Thái Thiên Phượng một căn hộ ước tính 8,5 triệu USD tại khu Kadoria Hill sang trọng. Câu chuyện này được cả 100 triệu người bàn tán trên mạng xã hội vì nó kinh hoàng quá. Người đẹp cũng chết, người giàu cũng chết và không chừa cái sự trang. Bố mẹ Thái Thiên Phượng là dân có của trong ngành xây dựng tại Hoa Lục. Cô có của từ bố mẹ. Năm 2019, tức 3 đến 4 năm sau khi ly dị chồng, cô tạo căn hộ nói trên với giá 9,3 triệu USD cho chồng cũ và hai con cùng bố mẹ chồng ở. Thái Thiên Phượng trả bằng tiền mặt nhưng sổ đỏ do Cầu Ca đứng tên, có lẽ để bớt thuế bất động sản. Gần đây cô tính bán căn hộ. Luật sư cho biết rằng tuy nhà tên người khác nhưng nếu cô xác chứng được là mua bằng tiền của cô thì tòa sẽ xử thuận. Dĩ nhiên gia đình nhà chồng cũ chống đối. Quảng Cầu còn phát biểu đại loại bán nhà mà không thay bằng nhà khác thì đừng có trách trời ở trên cao. Quảng Cầu vốn là nhân viên cảnh sát, bị thôi việc và nghỉ hưu 18 năm trước do lùm xùm tình nghi trong một vụ án. Theo ông chính thức khai báo thì lợi tức của vợ chồng ông dưới mức 8.400 USD trên một năm, tài sản dưới mức 238.000 USD, tức đủ điều kiện hưởng chương trình của chính phủ mua căn hộ xã hội giá 280.000 USD, dẫu ông đang đứng tên và ngủ trong một căn hộ gấp 30 lần như thế. Thời gian này, mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền thông tin cảnh sát Hồng Kông thông báo khẩn cấp về vụ Thái Thiên Phượng. Theo đó, gần đây, nữ người mẫu đã mua một bảo hiểm cực khủng dành cho bản thân. Điều này có nghĩa là khi cô mất đi, người thân sẽ được hưởng một số tiền vô cùng lớn. Thông tin này dù chưa được xác nhận nhưng vẫn khiến dân tình sục sôi. Những tin tức gần đây khiến sự việc ngày càng phức tạp. Nếu thông tin về số tiền bảo hiểm kia là thật, thì nhiều người nghi ngờ rằng vụ án không đơn giản chỉ có 7 nghi phạm đã nói trên, mà rất có thể mẹ ruột và chồng mới của cô cũng liên quan. Theo HK01 ngày 26 tháng 2, gia đình Tri lên tiếng sau khi người mẫu bị hại. Tri cho biết vợ là người tốt bụng, thường giúp đỡ người khác, luôn động viên, yêu thương anh. Tri nói, tôi hạnh phúc và cảm kích vì cô ấy xuất hiện trong đời mình. Cô ấy mang đến 4 em bé ngoan ngoãn. Tôi có phúc khi trở thành người thân của Thái Thiên Phượng. Tri quyết định sẽ thay vợ chăm sóc hai con riêng của Thái Thiên Phượng và chồng cũ Quảng Cảnh Trí. Một người bạn của Tri tiết lộ, Tri và bạn thân của Thái Thiên Phượng từng trêu thưởng cho người bắt được nghi phạm hại vợ anh. Cha chồng của Thái Thiên Phượng, doanh nhân Đàm Trạch Quân, người sáng lập chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Hồng Kông, Trung Quốc đại lục, nói khi còn sống, Thiên Phượng kính trọng cha mẹ, là người mẹ tốt. Các tài xế của gia đình đều khen cô, doanh nhân coi con dâu như con gái.